Bản tin quân sự thế giới hôm nay ngày 9 tháng 9 có những nội dung sau: Mỹ giải thích lý do luân chuyển binh sĩ ở Niger, Armenia cáo buộc Azerbaijan huy động quân đội ở khu vực biên giới. Trên trang chủ của mình, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rằng các lực lượng Mỹ đóng tại Niger đang chuyển từ căn cứ không quân số 101 gần thủ đô Niamey sang căn cứ không quân số 201 ở Agade, miền Trung quốc gia Tây Phi này. The Hin dẫn lời phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Sai nêu rõ trong cuộc họp báo rằng động thái trên chỉ đơn giản là một biện pháp phòng ngừa, không có mối đe dọa nào đối với quân đội Mỹ và không có mối đe dọa bạo lực trên thực địa. Thế trận lực lượng của chúng tôi không thay đổi, bà Sai cho biết thêm. Trong khi đó, phía Lầu Năm Góc cũng xác nhận rằng Mỹ đã rút một số nhân viên không cần thiết và nhà thầu quân sự khỏi Niger và chỉ một số ít binh sĩ Mỹ ở lại căn cứ không quân số 101 ở Niamey. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc sẽ có bao nhiêu quân nhân Mỹ thuộc diện không cần thiết sẽ rời Niger, thì vị quan chức trên từ chối trả lời. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định việc tái bố trí lực lượng của Mỹ ở Niger không liên quan đến việc quân đội Pháp chuẩn bị rút một phần khỏi quốc gia Tây Phi này. DVK đưa tin, Thủ tướng Niko Pasinian của Armenia tố Azerbaijan đã tập trung lực lượng dọc theo khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh và ở biên giới với Armenia trong vài ngày qua. Cùng lúc phía Armenia nhận định Azerbaijan đang có ý định thực hiện một hành động khiêu khích quân sự mới ở Nagorno-Karabakh, Bộ ngoại giao Azerbaijan đã phản đối những tuyên bố này, đồng thời yêu cầu Armenia phải từ bỏ các yêu sách đối với lãnh thổ của Azerbaijan, chấm dứt các hành động khiêu khích quân sự chính trị và ngừng tạo ra trở ngại cho tiến trình hòa bình. Armenia và Azerbaijan gần đây đã xảy ra xung đột vào năm 2020 liên quan tới vùng đất Nagorno-Karabakh, nơi có đa số người Armenia sinh sống lệnh ngừng bắn năm đó đã dẫn đến việc Azerbaijan giành lại lãnh thổ trong khu vực. ở một diễn biến liên quan, chính phủ Armenia cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9. Defense News cho biết nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển vừa giới thiệu công nghệ mới mang tên bề mặt chọn lọc tần số màn hình ngụy trang siêu nhẹ dành cho lưới ngụy trang công nghệ cao Barracuda. Lưới ngụy trang Barracuda có bề ngoài dạng lưới vải đặc biệt với khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt của các xe bọc thép và có khả năng tàng hình, không phản xạ tia radar, vì vậy hình ảnh xuất hiện trước radar hay các hệ thống theo dõi của đối phương rất mờ và thậm chí không nhìn thấy. Tuy nhiên, biện pháp bảo vệ này cũng là con dao hai lưỡi vì tín hiệu liên lạc và tín hiệu GPS không thể xuyên qua lớp lưới ngụy trang buộc binh lính phải rời khỏi khu vực ẩn nấp để thực hiện một số nhiệm vụ liên lạc nhất định hoặc phải để lộ anten ra ngoài phương tiện để gửi và nhận thông tin. Điều này khiến họ dễ bị bộc lộ trước các cảm biến trinh sát và quan sát của đối phương, từ đó gây mất an toàn đến người và phương tiện.